Xin chào mọi người nha. Hôm nay chiều nay mình đi vòng vòng trong suối kiếm cá các bạn ơi. Thì kế hoạch là tí nữa mình sẽ giăng câu cá bóng ha. Giăng câu cá bóng rồi cá chạch, cá trê rồi đó, linh tinh. Tí nữa tắt nắng mình mới bắt đầu mình giăng câu mọi người. Còn bây giờ còn trời nó còn nắng thì thôi. Đi vòng vòng giăng mấy tay lưới ha. Các bạn coi cái bụi rau muống nó rất là đẹp không? Đó, cá nó cắt tỉa rất gọn gàng luôn. Cái cọng nào non mà nhú xuống là lụm hết. Đó. Thì mình có giăng tay lưới bao quanh cái khóm rau muống này các bạn ơi. Đó, giờ bữa nay mình sẽ đi mình canh mấy cái bụi rau muống lục bình đó, mình giăng xuống mình bắt rô biển ha. Thì khu vực này hôm bữa mình để ý rô biển khá là nhiều. Đấy, rất đã luôn. Giăng lưới ngay phía dưới bụi rau muống nha mọi người. Thôi mình đi vòng vòng mình giăng thêm vài tay ha, rồi tí nữa chiều mát mát cái mình sẽ tiến hành mình giăng câu nha mọi người. Đó. Cái vịnh này. Rất là đẹp luôn. Phê nhờ, chỗ này mà có cá câu được nữa thì tuyệt vời rồi. Ok, cái màu giăng câu của mình hôm nay là mấy con tép ương nha mọi người, tép vỏ vỏ này nè. Thì bữa trước mình lột cái vỏ sạch ra, thành ra là như cá với cua nó rỉa sạch sao á, đấy nó rỉa hết trơn à, mấy cá nhỏ nó rỉa đó. Thì bữa nay mình sẽ không có lột vỏ nha, mình chỉ ngắt cái đầu qua mình bỏ thôi. Đó, nhiều đây thì đủ giăng câu cho bữa nay rồi, quá trời 20.000 á mọi người. 22.000 tép. Đây, ở đây mình có cái dây câu sẵn rồi mọi người. Giờ đi móc mồi thôi à. Hồi nãy mình vô sớm mình ấy trước rồi. Móc cho nó kỹ chứ không để nó rớt ra mất công á. Một con nha. Dây giờ mình bắt ngang suối mình để khoảng chục lưỡi nha, 10 lưỡi nha. Cái dây câu mình dài qua tới bên kia nha mọi người. Bên kia suối luôn. Đáng lẽ là bây giờ chưa có ấy đâu, cũng mấy tầm 4 giờ rưỡi chiều thôi, nhưng mà mình thấy nó chuyển mưa các bạn, trời nó chuyển mưa rồi. Trời nó kéo mây quá trời, lo tranh thủ làm sớm. Tí nữa mưa ào tới là xong luôn. Năm nay là mùa nắng, giữa mùa nắng là có mưa quá chừng luôn, không có bị hạn lắm. Mưa tầm tã luôn các bạn ơi. Đây. Đó, mình giăng lưới mình bao hết mấy cái khóm lục bình luôn nha mọi người. Từ trên kia xuống dưới đây. Có cái ổ lục bình nào là mình giăng lưới mình bao hết lại luôn. Bắt rô biển ha, như trong cái bụi, mấy bụi bụi này rô biển nhiều lắm. Đó, mình mới gỡ ít nè. Gỡ mớ trước đi. Tại vì mấy con cá này nó dính sớm đó các bạn ơi. Gỡ mấy con này về tối chiên cơm ha. Rồi sáng mai mình vô mình thăm sau. Đó, rô biển nè. Đó, giăng trong bụi toàn rô biển ngon ngon không à. Bốn con. Là mấy con thôi, tối chiên đủ ăn ha. Rồi thôi, đi về mọi người ơi, cũng trễ rồi, trời nó chuyển mưa á. Để sáng mai mình vô sẽ vô sớm mình thăm nha. Quá đẹp luôn. Mặt trời mọc rồi các bạn ơi, đi thăm câu thôi nha. Đi thăm câu với thăm lưới. Trên này nó có hai tay lưới nè, mình sẽ dở trước ha, tí xuống kia mình thăm câu sau. Ngay bãi lục bình nè, bữa nay nói chung chuyện qua là mình thấy chỗ nào mà có lục bình là mình giăng cho đó.
Bữa nay cầu cho nó trúng bữa rô biển nha mọi người. Trúng bữa rô biển về nhà nhiều nhiều làm khô bữa rồi. Ui không có. Sao không có gì vậy? Rất kỳ à. Chết quốc à. À có rô biển nè, rô biển nè. Mới nhắc ảnh xong. Vô rô biển bự các bạn ơi. À, nay ráng được nhiều nhiều nữa ha. Vô tay này hết rồi. Mấy mét lưới các bạn ơi. Ồ từ cua nữa nè. Cua này. Đó. Rồi tay này được có một con rô biển rồi. Tay này có 5 mét lưới các bạn ơi, 5-6 mét nè. Con rô biển. Đâu rồi? À đây. Thuyền nó cứ quay vòng vòng nha. Rô biển bự ghê luôn. Biển thịt không à các bạn ơi. Đây đây đây. Đây nè. Ui, quá đã luôn. Chào giỏi nha mọi người. Ok. Ôi, cái khu vực này nó có chuối rừng các bạn ơi, trái quá chừng luôn nè. Đó, xung quanh suối rạc thì nhiều lắm mọi người, chuối rừng nè. Có trái kìa. Đó, có mấy quậy thấy không? Hơi xa nha. Đây, có quậy chín nè. Tay thứ hai nha mọi người. Vẫn là cua nè. Sợ đây, kẹp đấy. Có rô biển nữa nè, đã không? Đó, con này bây giờ là đặc sản đó mọi người. Phía miền Tây bây giờ mình xem mấy cái phóng sự nó rất là hiếm rô biển luôn. Ui cái tay này, chỗ này cạn quá. Cua không à? Ui cá chốt nè. Cá chốt nè mọi người. Đó, rô biển nữa này. Đã không? Nhỏ nhỏ. Ui, chạy ghê vậy. Wow, cá trắng rồi. Có. Đó, dính kìa. Cá sặc nữa các bạn ơi, cá sặc đây nè. Tinh tinh nó chuyện này. Dính vậy mới đã nè. Gai này mà nó đâm vô thuyền xong thuyền này cũng chịu không nổi đâu. Ui con này như con cá linh các bạn ơi, có cá linh nữa nè. Rồi hết tay lưới nha. Đấy, được tao chụp con rô biển rồi. Ngon ghê. Quá đã luôn. Hết lưới rồi. Đây. Ok con này phải cá linh không mọi người. Đó tay này cũng được mấy con ha. Đây chắc đúng cá linh rồi nè. Thấy nó giống y chang à. Rồi rô biển thì khỏi nói. Đây, thầy thăm xong tay này nữa mình đi thăm câu nha. Ui lục bình nè. Cá này lúi. Tay này ui. Ui rô biển.
núp trong cái lá cây. Mấy cái tay này ngắn ngủn rồi các bạn ơi. Ui, cua nữa nè, sao bữa nay cua nhiều thế. Ui, cá thác lát kìa, cá nùi luôn, cá nùi luôn. Wow. Chúng bầy nữa các bạn ơi. Thác lát nè. Đó, trời ơi. 4 5 con, 6 con. Ui, cái này thác lát không à. Rồi. Đó, được mớ rô biển. Ôi. Cái cua nó kẹp ác. Đó. À, được mớ rô biển đó các bạn ơi, ngon rồi. Còn dưới kia còn mấy tay nữa, nhưng mà bây giờ tới cái chỗ dân câu rồi mình sẽ đi thăm câu ha. Mặt trời nó cũng lên rồi nè. Cảnh buổi sáng khá đẹp luôn. Đó, giờ đi xuống thăm câu nha. Ui, hồi hộp quá các bạn ơi. Bữa nay mà trúng cá bóng nhiều mình sẽ về mình nấu cháo nha. Ui, cứng ngắc cái này. Đúng cái gì vậy? Đây, cục đá. Rồi. Ui, nghe giật này, nghe giật này, nghe giật này. Ui, cá gì đây? Có. Nghe giật này các bạn ơi. Ây da. Ây da. Wow, dính cái lưỡi lại. Từ từ, nghe giật đây. Cái góc quay nó không có được ok nha. Rồi, 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 cá bóng các bạn. Thấy rồi, nó lên nước rồi. cá bóng này đó, đã chưa. Ui, tí sảy rồi. Ui trời, con này nè. Ây da, nó cứ dướng nè. Ui, cá bóng này các bạn ơi, con này nó ăn dính hết trên. Ui, con này cũng to nha. Đó, con lành chưa. Đúng đối tượng rồi đó. Ây da. Ui. Một con đầu tiên nhớ mọi người, bữa nay mình văng có 2 dây thôi. Đấy, quá đã luôn, to rồi. Ây da, còn không biết. Ê, mấy tay này, rồi hết rồi, hết rồi. Rồi hết rồi, cái này còn y mồi các bạn ơi. Hôm qua mình không có bóc cái vỏ con tép ra, hình ra là cá nó cũng ít rỉa đi. Cá nhỏ nó cũng ít rỉa đi nha. Nó còn y con tép nè. Y à. Đó. Ui, rồi hết một tay này thôi. Còn một dây đằng kia nữa lại thăm nốt luôn nha. Ui, mấy chỗ này cá lồ kiến quá chừng luôn. Coi có gì không đây. Đó là cục đá. Đây, cục đá. Ủa, nghe giật này, nghe giật này. Có nữa các bạn ơi, có nữa. Nhẹ nha. Rồi. Có. Nó ăn hết mồi rồi, mấy cái này nó ăn. Mà cũng đỡ là trước, thực chất nó rỉa không còn cái mồi nào luôn. Ủa, cá đâu rồi, không thấy. Cá đâu rồi. Ủa, đây là cá bóng các bạn ơi. Đó, chết mất rồi. Nè. Chết ngắt thế này các bạn ơi. Cái bóng tượng nhá. Ủa, nó nuốt vô trong đây, biểu sao không chết. Ăn ngay mép như con nãy thì sao chết được. Đây mọi người, một con nữa nha. Nghe còn giật này, hình như còn giật này. Ôi, đây. Ê, một con nữa các bạn ơi. Con này nhỏ. À, đúng dàn cầu cá bóng luôn á, thấy không.
của con này nuốt tới trong rồi, không có cây gõ lưỡi theo rồi. Đây một con nữa nha mọi người, con này còn sống đó, nhỏ nhỏ cục đá. Ui, cá trê hả? Cá trê, cá trê. Nó vướng vô cái... Ôi, 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 ôi. Ui, 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 ui. Cá lóc các bạn ơi. Cá lóc chào bá luôn nè. Đó, ôi, có hàng rồi, có hàng rồi, có hàng rồi. Đó, bán cá trê này trước cái đã. Cá lóc nó chết mất rồi, uổng rồi nha. Ủa văng câu cá bóng mà dính tùm lum các bạn ơi, dính cá lóc và cá trê nữa. Mình sẽ lấy con này đây, không bị nó đâm đây. Đây, một con cá trê. Ui, cá lóc chà bá luôn mà chết. Ủa rồi. Ừ, cá lóc suối to này. Khiếp. Ra đây. Trời ơi. Đã chưa các bạn ơi? Không, con này còn ăn được, con này còn ăn được, nó chưa hôi à. Ây chà. Dính vàng chứ nó không ra được đúng rồi. Sao khó gỡ nha. Wow, wow, wow. Ê, rồi cá lóc hẳn hôi luôn các bạn ơi. Lóc suối à, to đùng này, quá đã luôn. Còn không? Ui này, nữa này, nữa nè. Ui sao nhiều thế này. Còn cá trê cũng chết ngắt rồi các bạn ơi. Trê to. Ngon nha. Rồi hết rồi. Còn con này nữa rồi. Ui bữa nay là vượt ngoài mong đợi rồi. Mà nó mấy cá bự này nó chết hết. Ổn ghê nha. Cá bự chết ngắt ha. Wow. Con này về mặn ướp muối lẹ. Mấy con cá này chắc giờ về phơi khô quá. Nhớ. Rồi, trời cái tay hai cái tay tay câu văn của mình ngon luôn. Đó, cá bóng hẳn hoi ha. Cá lóc nữa nè. Cái này về, bây giờ nó tươi thì nấu canh chua chứ mà nó chết như này thì chắc về phơi khô à. Này con cá trê này còn sống này. Con cá bóng. Được, nói chung là tổng kết đây. Rồi, tổng kết hai cái tay câu văn là được ba con cá bóng, hai con cá trê và một cá lóc bự nhớ mọi người. Trời quá đã luôn. Và đi thăm lưới tiếp ha. Cái này lời hôm qua văn tầm 10.000 đồng tép chứ mấy, mình mua 20.000 tép mình văn được có nửa à. Còn 10.000 mình bỏ tủ lạnh á. Lời rồi ha. Giờ tới cái đám rau muống hôm qua nè. Kiếm được đạn rau biển đó ha. Có không đây? Không có giật gì hết ta. Kì vậy sao không thấy giật gì hết chơi chơi này. Mấy tay lưới khác giật dữ lắm mà. Kỳ không vậy? Ủa có thác lát nè. Ôi ôi, cá trắng, cá trắng. Ui, cá trắng không à các bạn ơi. Nói chừng này. Ui. Ôi. Hết hồn chứ, hết hồn chứ. Ừ, cho mày xảy luôn đi. Con cá lâu kiến đó mình ngán nó lắm rồi. Không muốn lấy nó làm gì luôn các bạn. Về nhà nó dơ lắm. Ờ, à, rô biển đây. Ui, rô biển này. Ui, chết ngắt rồi. Trời, ngay cái đám rau muống ngon vậy mà không dính được bao nhiêu hết. Con lọc kiến to đùng. Ừ.
Ui, đằng kia có ít con nữa kìa. Quay quá trời luôn nè, 3-4 con cá biển luôn. 5 con, 6 con. Ok. Rồi, nói chung cũng trong mong đợi rồi đó, được mớ đồ biển. Ok. Quá chừng này. Rồi, tiếp tục nhé mọi người. Rồi bữa nay sao cái cơn đói bụng nó tới nhanh quá. Sáng này đi không có ăn sáng. Bây giờ nó rã người hết rồi. Ăn thân lẹ về, đói bụng quá. Bị rung người á mọi người. Đói bụng cái nó hay bị vậy. Đâu rồi, không thấy cá nữa. Ôi nè, lại rô biển. Ôi ngon rồi. Tụi này ở đây nhiều ghê á, quá chừng luôn. Đa phần là dính rô biển không à. Nữa nè, nó không chứ ai. Ui, 3 con luôn. 3 con chỗ luôn các bạn ơi. Đây nè, 3 rô biển chỗ luôn. Đi theo bài vậy hả mày. Nữa. Ngon. Wow, tay này được nhiều rô biển nha. Đó, 1 con nữa. Rồi, 3 con nữa. Ui, quá chừng rô biển luôn. Phê. Ui, nữa này, rô biển nữa nè. Đó. Rồi, được rồi. Đây. Một cái tay này hôm qua, chiều hôm qua trước khi về mình gỡ sạch cá rồi. Hôm qua nó dính cũng được chục con. Thì đây giờ có nữa nè. Hết rồi. À, rô biển nè, đó. Gỡ hết rồi, chiều qua về gỡ hết rồi mà giờ vẫn có. Chứ không là tay này mình tính tổng là dính nhiều lắm á. Rồi, đã hết rồi. Thì thác lát nữa kìa. À, nguyên khúc cây luôn. À, rồi xong rồi mọi người, mình vừa đổ ra này. Đó, được đâu cả ký cá rô luôn, rô biển quá chừng luôn. Về ta hồn phơi khô ha. Rồi đây nè, đó bữa nay thì được nhiêu đây nha. Mình giăng lưới thì cũng không có nhiều. Bữa nay hên cái trúng cái giăng câu các bạn ơi. Trúng cái đựng cá bóng với cá lóc. Lóc trời quá luôn. Cá trê nữa nè. Hai con này cứ ngắt hết. Hai con này giờ về nhà mần phơi khô thôi. Đã chưa. Phê luôn các bạn ơi. Tính ra là cái giăng câu này cũng khá là ngon á mọi người, nhưng mà chắc là phải gọi là buổi tối mình phải đi thăm câu chứ không để tới sáng nó chết hết chứ. Bữa mình cũng ngăn được con cá trê cũng to, chết uổng ghê luôn. Đợt này cũng chết nữa nè. Cái này là phải đi tối mình phải đi thăm rồi đi gỡ, đi móc mồi lại á. Để bữa sau coi chỗ nào ngon sâu mình triển khai tiếp cái vụ giăng câu ha. Coi bộ là ngắt bắt được hàng là ngon đấy. Rồi thôi, xin chào mọi người nha. Mình soạn đội về quá, tới bụng quá mà nói năng linh tinh thế rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Hẹn lại mọi người ở video sau. Nhớ đăng ký và like nha mọi người. Bye bye.